Hello, em Xuân Toàn xin chào tất cả mọi người nhá. Mọi người ơi, em Toàn lại đang có một chiếc nậm rượu rất là đẹp luôn. Hàng VIP của Nhật. Đây là có chữ ký chìm ở đây nhá mọi người nhá. Đây là hàng 4 chữ. Cái này là cái nậm rượu nhá mọi người nhá. Là nó có một cái ly đi theo nữa. Hàng này nó chỉ có một cái ly thôi. Đây cái ly đây các bạn này. Bên dưới là nó cũng có chữ chìm rồi. Cái này thì nó em hơi khó đọc nên em không biết được. Đây là nó có hai con cá. Đấy, hàng này rất là đẹp luôn. Nó là nậm rượu nha các bác nhá. Đây em cho các bác xem này. Đây này. Đấy, đây là nậm rượu. Nó bằng gốm nhá mọi người nhá. Đấy, ở mặt sau là nó vòng như kiểu như này này các bác. Đấy, các bác nhìn thấy chưa? Rất là ok nậm rượu. Cái này về để trưng bày rất là đẹp. Đây, cái này là cái vòi chắp rượu ra mọi người nhá. Đây để em đo chiều cao. Chiều cao của nó lên như này là 17 nha mọi người. 17, mặt này của nó là 20. À, rất là xinh luôn. À, có cá. À, để em đặt như này cho các bác xem. Đấy. Người chắc rượu này phải không các bác? À, rất là xinh luôn. À, các bác nào mà ai mà ưng ý cho sản phẩm này, các bác cứ liên hệ với em Toàn qua số điện thoại Zalo là 0962 949 668 mọi người nhá. À, các bác thấy xinh chưa? Rất là xịn sò luôn, hàng chuẩn chuẩn của Nhật luôn các bác nhá. Thôi em Toàn xin phép kết thúc video đây mọi người. Mọi người nếu mà ai ưng ý thì cứ liên hệ với em Toàn nhá. Thôi em Toàn xin chào tất cả mọi người. Chúc mọi người một buổi tối vui vẻ.